tại vì tôm dâm của Thái nếu mà chúng ta nấu đúng gia vị á, thì có thể là hơi khó ăn đối với người Việt một chút xíu. Như vậy thì bây giờ mình thử mình chế biến một món ăn cũng gần giống như tôm dâm Thái, cũng với nguyên liệu là tôm nè, có vị béo béo của nước cốt dừa, nhưng mà hương vị thì nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Quý vị khán giả sẽ cùng vào bếp với Diệu Thảo và Hồng Thanh để thực hiện một món ăn tương tự như vậy, đó là món lẩu tôm chua. Để thực hiện món lẩu tôm chua, quý vị khán giả cần chuẩn bị 1/2 kg tôm sú bóc vỏ, sả cây, ớt sừng, hành băm, tỏi băm, màu dầu điều, cà ri dầu, nước cốt dừa, nước giảo dừa, 1 lít nước dùng, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ chuẩn bị để mà ướp phần tôm là nguyên liệu chính trong món lẩu tôm chua này. Quý vị khán giả sẽ sử dụng sả cây đập dập, sau đó thì chúng ta sẽ cắt đôi sả. Phần ớt sừng thì các bạn sẽ sắc ra lát mỏng như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp tôm. Ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê cà ri dầu và 1 muỗng canh hành tỏi băm. Và bây giờ mình chỉ cần trộn đều hết lên thôi đúng không cô? Đúng rồi. Chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp, cho màu dầu điều vào. Chờ cho phần màu dầu điều nóng lên, quý vị khán giả sẽ lần lượt cho hết sả đập dập này vào. Và chúng ta phi cho phần sả này thơm lên. Kế đó quý vị khán giả sẽ cho tiếp luôn hành tỏi băm vào. Chúng ta phi thơm cả 3 nguyên liệu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ trút tôm vào. Em tưởng là bởi vì tôm dễ chín cho nên mình sẽ cho vào sau, chứ bây giờ mình lại xào ngay từ đầu luôn hả cô Thảo? Chúng ta cho tôm vào nấu trước để cho nước dùng có vị ngọt và ngon hơn. Thì khán giả sẽ cho vào khoảng 1 lít nước dùng. Tiếp tục cho luôn phần nước giảo dừa vào. Đang thắc mắc là không biết sao cô nấu hơi loãng chứ không có sền sệt lại cho nó đậm đà vậy cô. Chúng ta sẽ nấu nước lẩu hơi loãng một chút xíu để có thể dùng chung với bún, với rau nè. Ăn sẽ thấy ngon miệng hơn mà không bị ngán. Kế đó cho vào khoảng 6 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa, 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon và cuối cùng cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê đường nữa. Và khi nước lẩu sôi lên trở lại, quý vị khán giả sẽ cho một chén nước cốt dừa vào. Cô Thảo ơi, sao mình không có cho nước giảo dừa với nước cốt dừa vô cùng một lúc luôn mà mình tách riêng ra hai công đoạn làm gì vậy cô? Chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào cuối cùng để giữ nguyên hương thơm của nước cốt dừa. Cốt dừa sấm sệt cho vào nồi lẩu của chúng ta nhìn rất là ngon rồi đúng không quý vị? Thì quý vị khán giả có thể chuẩn bị đậu bắp nè, cà chua nè, hành tây cùng với rau nhút nữa. Thật là nhiều rau xanh nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không quý vị ơi? Bây giờ nước lẩu sôi lên trở lại rồi nè, cô sẽ múc bún vào và cho tất cả các nguyên liệu vào. Mời Hồng Thanh thưởng thức nha. Hấp dẫn. Rất nóng, rất là thơm. Đây quả là một món lẩu tôm chua rất là thơm ngon cô Diệu Thảo ơi. Hương vị của nước dùng nè, rất là thơm, chua chua cay cay và béo béo của nước cốt dừa nữa. Thịt tôm thì là dai ngọt, rất là thấm vị. Và rau nhút cũng như là đậu bắp thì giòn nè, kết hợp với lại nước lẩu đậm đà, rất là thơm ngon. Dùng kèm với bún tươi thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa.